thú cưng có khi xem bộ phim hoạt hình mến mộ. Long Kinh Du Sư Tử là bộ phim của Disney được nhiều người mến mộ. Có vẻ như đó cũng là bộ phim mến mộ của nhất của chú chó Luna. Chú chó 4 tháng tuổi thông minh đã bộc lộ sự thay đổi cảm xúc trước cảnh sư tử con Simba khóc trước cái chết của phụ vương mình, Mufasa. Luna dường như hoàn toàn hiểu những gì đang diễn ra trên màn hình, thúc thích đáp lại và nằm xuống cùng lúc khi Simba nằm cạnh phụ vương mình. Người chủ, Dốc Dơ nói, nhìn thấy chú chó khóc trước tiên là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy.